tục series nâng cấp limousine cho Kia Carnival. Hôm nay sẽ là chuyên mục giải đáp những thắc mắc của anh chị em trong suốt thời gian vừa qua. Let's go. Câu hỏi đầu tiên đến từ anh Tuấn Kiệt là nhìn đẹp quá, nâng cấp cặp ghế bao nhiêu và bao lâu xong? Đối với cặp ghế Crystal 4.0 này thì mức giá hiện tại ngoài thị trường đang bán mức giá là hơn 90 củ và có còn rất nhiều mẫu ghế khác anh em có thể tham khảo tại Broto. Và đối với một cặp ghế này thì đã bọc da sẵn thì sẽ nâng cấp trong vòng 2 ngày là đã xong. Còn nếu mà anh em muốn nâng cấp thêm các hạng mục khác như là đổi màu nội thất, nâng cấp băng ba, sàn, trần thì nó sẽ dao động từ 5 tới 7 ngày. Câu hỏi tiếp theo đến từ anh Thang Trần nói là trời, đổ vậy sao đi ra băng ba được? Chúng ta có thể đi ra băng ba một cách vô cùng thoải mái như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ bấm cho cái ghế bên cạnh chúng ta ngồi tiến lên phía trước, tiến lên hết cỡ nha mọi người, để tạo ra không gian ở giữa nó sẽ rộng rãi. Rồi tiếp theo ghế bên cạnh thì chúng ta sẽ cho tiến lên khoảng chừng 50. Còn nếu mà ai muốn rộng rãi hơn thì chúng ta có thể tiến lên hết cỡ là có thể đi lại vô cùng thoải mái. Ở đây thì hàng sẽ tiến lên khoảng độ 50% thôi là chúng ta đã có một khoảng tầm hơn 20cm rồi, là có thể đi với ra thoải mái. Đây. Rất là rộng rãi nha anh em. Một câu hỏi đến từ chị Hoài Thương. Độ vậy rồi đi du lịch để hành lý ở đâu? Chúng ta sẽ để hành lý ở phía sau. Đây, chúng ta có thể để hành lý ở đây. Một khoang hành lý vô cùng rộng rãi cho cả gia đình du lịch thoải mái. Một câu hỏi đến từ anh Tuấn Trần. Bên mình có ghế mẫu để tham khảo không sót? Tại Broto thì anh em có thể tới và trải nghiệm phòng trưng bày limousine có đầy đủ tất cả các mẫu ghế để anh em có thể ngồi trải nghiệm và test các tính năng của ghế và lựa chọn ra mẫu ghế phù hợp nhất. Một câu hỏi đến từ anh Khánh Nguyễn. Custom độ limousine như này có được không? Dĩ nhiên là được. Đối với Custom là một dòng xe nó sẽ nhỏ hơn, khoang hành khách sẽ nhỏ hơn Carnival một chút. Chính vì vậy mà anh em nên chọn mẫu ghế Crystal 3.0. Crystal 3.0 của Hồng Y là một mẫu ghế với thiết kế nhỏ gọn nhưng mà vô cùng sang trọng, sẽ phù hợp cho dòng xe Custom này. Thêm một câu hỏi đến từ anh Nguyễn Bình. Chế độ bảo hành khi độ limousine ra sao? Đối với các hạng mục độ limousine tại Broto thì chúng ta sẽ được bảo hành 2 năm, ví dụ như là ghế, sàn. Nói chung là các hạng mục độ liên quan tới ghế thì được bảo hành 2 năm. Còn riêng đối với da, trong quá trình 3 năm nếu mà chúng ta bị bong chóc hay bất cập bất kỳ vấn đề gì, chúng ta sẽ được thay mới hoàn toàn. Và các hạng mục liên quan đến điện tử, đồ điện tử, đồ công nghệ thì chúng ta sẽ được bảo hành 1 năm. Anh Thanh Hữu có hỏi, có mẫu độ nào cho mẹ với 250 không em? Thì chúng ta có thể độ mẫu ghế Crystal 4.0 cho mẫu mẹ với 250. Ngoài ra thì có một mẫu ghế vô cùng đặc biệt, đó là mẫu ghế Crystal 5.0, là mẫu ghế mới nhất hiện nay của Hồng Y. Mẫu ghế này thì dành riêng cho những dòng xe cỡ lớn như là mẹ với 250 nè, Fortuner hay là Alphard. Thì nó sẽ phù hợp cho những cái dòng xe cỡ lớn với cái độ bề thế và sang trọng hơn rất là nhiều. Và một câu hỏi cuối cùng hàng nghĩ là rất nhiều người quan tâm đến từ anh Mr. Lee là độ limousine như vậy có an toàn không? Có ảnh hưởng đến hệ thống điện của xe không? Thì độ limousine này hoàn toàn yên tâm để đảm bảo độ an toàn, tại vì tất cả các mẫu ghế độ limousine tại Broto của Hồng Y đều là đạt tiêu chuẩn an toàn 3C, có nghĩa là sẽ được lắp đặt dựa trên cái lỗ chờ zin của xe mà không hề độ chế gì. Nên anh em có thể hoàn toàn yên tâm về cái độ an toàn khi mà lắp đặt limousine tại Broto. Và một vế nữa là có ảnh hưởng đến hệ thống điện của xe không? Thì hàng xin thưa là không, không hề ảnh hưởng đến hệ thống điện của xe. Khi mà chúng ta nâng cấp như là trần ánh sao, đèn LED, màn hình TV hay là tủ lạnh hoặc là độ lại hệ thống âm thanh thì sẽ Broto sẽ nâng cấp, sẽ có một cái sơ đồ điện độc lập, có rờ le riêng, cầu chì riêng và không ảnh hưởng gì đến hệ thống điện riêng của xe hết. Và đặc biệt trong suốt quá trình nâng cấp tại Broto thì sẽ có chuyên gia nước ngoài sẽ trực tiếp giám sát suốt quá trình nâng cấp để đảm bảo đi đúng hệ thống điện và đảm bảo an toàn cho xe của các bạn. Các anh em chủ xe quan tâm đến các hạng mục nâng cấp limousine cho Kia Carnival có thể comment ngay dưới video này
ProTour sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc cho anh em. Và ngay bây giờ thì mời anh em sẽ coi lại gói độ limousine cho Kia Carnival mới tông màu cam đen với gói độ hơn 300 tủ sẽ có những gì.